Xin kính chào tất cả mọi người đã trở lại kênh YouTube của Khôi, kênh về âm thanh bài, âm thanh cổ. Hôm nay Khôi tiếp tục giới thiệu với anh em những cái bộ ghép rất là cổ, rất là xưa để phục vụ anh em nghe nhạc vàng nhé. Đặc biệt là những người mà thích nghe những cái dòng nhạc rề, nhạc 75, nhạc Tấn Vũ, Chê Linh, Hương Lan, Phương Dung là cực kỳ hay và hợp lý luôn nha. Giá rất là hợp lý. Thì có một cái nhận xét vui cũng như nhiều anh em nhận xét trên diễn đàn, thì đối thủ của AR đập chết AR vân vân, nhưng mà trong tầm giá này thôi nè nha. Mình đang nói về cái vấn đề là tầm giá và chất âm chứ mình không nói thương hiệu anh em, tại vì cái thương hiệu của AR nó nổi tiếng, nó kinh khủng lắm, không có một cái hàng nào có thể sánh lại được AR. Mình chưa nói về đồ hay, nhưng mà nói về cái thương hiệu, nói về cái đồ tên tuổi á là nó rất là lớn ha. Rồi thì cái cặp loa này là một cái cặp loa của Nhật, nhưng mà nó được sản xuất theo đơn đặt hàng cho thị trường của Mỹ đó, hàng nên cặp loa này cũng gọi là Mỹ tại vì nó về từ Mỹ anh em nhé. Nó giống như Bill nè, một số đời á là mình sản xuất cho Mỹ, nó về từ công Mỹ đó, thì bản thân nó là Nhật nhưng mà hàng về từ Mỹ. Mình xin giải thích rõ như vậy để nhiều anh em hiểu hơn, cũng như không có cái sự hiểu lầm giữa cái lời nói của người bán nhé. Rồi bây giờ Khôi sẽ đưa máy gần để giới thiệu với anh em cái cặp mà Cryteason model 5XB ha. Model 5XB đây, loa là cực kỳ đẹp anh em ha, cực kỳ đẹp. Đây nó là cùng là e-căng bố ha, logo của nó đây nè, logo Zin nha, chữ nổi này, logo chữ nổi. Đây anh em thấy cây căng rất đẹp luôn ha, tuyệt vời luôn. Đó, nó bảo vệ rất là nghiêm ngặt, tại vì tránh tính trẻ con và tránh va đập này. Sờ ngoài này không sao nha, không thể đụng được vô cái màng đó. Còn bình thường là cái loa nó lỏng thì nó sẽ đụng vào. Đây là cùng một cái điểm đặc biệt của cái hàng này nè ha. Rồi còn cái tung cái chép á thì đây, cái loa ha, kể cả cái bát này hay cái tung này nó cũng có bảo vệ luôn ha. Đó, mình thấy điều rất đặc biệt ha. Rồi cái này là căng zin anh em nhé, căng zin tuyệt đối, không sờn móc, rất là đẹp. Rồi phần quan trọng là ở đây, cái này là zin từ con lắp luôn anh em, đảm bảo với anh em luôn ha. Đó, thì nó được thiết kế là tất cả là bốn đường tiếng bốn quay đó. Thì một bát giấy, bát 30 anh em ha, gân vải luôn, mà rất là tốt anh em. Cái gân này là gân vải tầm dầu nha, nó là gân ngược, nó y như cái KLH vậy đó, không khác gì luôn nè. Cái củ này là sườn gan đúc nè, sườn gan đúc này sẽ làm thủ công anh em nhé, thủ công bằng tay. Rồi một cái loa trung bằng giấy anh em, trung 18 xăng anh em nha, thì là trung 18 xăng anh em, mà những người mà thích nghe những cái trung âm á là tuyệt vời luôn. Rồi bên cạnh đó là có hai chép anh em nha, một chép và một siêu chép anh em, nghe rất là bén tai luôn đó. Thì cái chép cũng được bao bọc rất là kỹ nè, kể cả hai cái chép luôn, mình không có thể sở hư ha. Đó, tuyệt vời. Cặp này có cái bộ phân tần rất là gấu luôn, anh em có thể lên mạng để xem, tại vì rất là nhiều người cũng tháo ra rồi nên Khôi không tháo ra nha. Đó. Rồi thùng gỗ làng anh em, không tút tát đâu anh em nha, nguyên bản mọc luôn. Ở trên này có một cái điểm nhấn này nè, anh em thấy độc đáo ha, rất đẹp luôn. Đó, kích thước là cao to ha, nó vì nó là bát 30 nên nó cái chiều rộng nó nhịn hơn AR2 luôn. Đó, nó nhỏ hơn AR3 một tí luôn anh em nha. Đó, nó cũng tương đương với AR3 luôn đó. Đó, tương tự bên này nè, rất đẹp. Loa là nguyên zin bản mộc ha. Đó, nguyên zin bản mộc. Nó còn hai cái cốt server phía sau nữa nè, tí Khôi quay lại cho anh em cùng xem ha. Mình xem trước các cái tuyến loa này, đó. Rất đẹp, rất mới luôn ha. Nguyên zin được con nóc, đảm bảo với anh em luôn ha. Đó. Này là bát giấy này, rồi mũi vải này, râu lồi, gân thì tẩm dầu ha. Gân rất là mềm anh em này, không bị khô cứng nha. Cái này Khôi tẩm luôn rồi cho anh em này. Đó, còn bên này là cái căng rất đẹp, không có xích xẹo, không có bị lộng chỗ nào hết, không có sờn luôn ha. Đó, bên trong không bị bể gãy nè. Đó, rồi bây giờ Khôi quay cho anh em xem cái đít ha, để anh em cùng yên tâm. Đây cái thùng của nó này, đó, thùng nguyên zin bản mộc là như vậy đó, không có sơn tút luôn, không bể nở luôn anh em nè.
không bị nợ luôn. Nó giống AR nha, mình không mở được edit nha nè. Rồi đây là cái sau này nè. Nè. À, hai có server tinh chỉnh mic với chép ha. Rồi, đây là cái cột loa này, dòng 8 ohm nè. 8 ohm công suất maximum 75W thôi, đầu vào 25W. Nên anh em đánh đèn rất là tốt, hoặc là đâm ly suất âm tụ nè. Nha, là ok ha. Đó, mọi thứ là như vậy. Nên rất yên tâm mua hàng, bao dung tuyệt đối cho anh em luôn. Rồi. Thì anh em bên này luôn nha, xem luôn để yên tâm. Đó, loa đẹp ha. Đó. Rồi, ok, thì trên clip này Khôi ghép với một con âm ly đến từ hãng Bogan. Model của nó là AB250. Đó. Thì nghe thực tế rất là hay. Thì không biết là nghe qua điện thoại thì nó như thế nào, nhưng mà thực tế là rất là hay luôn anh em. Khôi đánh giá là với cái tầm tiền này á, thì khẳng định với anh em là vô đối thủ nha. Và cái mức giá để anh em sở hữu cặp loa này là 12.500. Anh em chuyển khoản đủ, Khôi bao ship tận nơi. Ở Sài Gòn thì cho người chợ tới, ở tỉnh thì vô điện giao tận nhà. Rồi, anh em nào mà ở Sài Gòn mà tiền được ghé lấy thì có bớt xăng cổ ha. Rồi, ok. Nhạc vang, nhạc trề, nhạc acoustic thì chỉ dùng một từ là đỉnh nha. Có thể là thua các cái dòng loa khác, cái thương hiệu. Model này ở thị trường Việt Nam nó không có nhiều, cũng như là nên là không có cái sự so sánh về giá. À, mà mình chỉ dựa vào cái giá nhập về mình bán, nên nó giá rất là tốt anh em ha, 12.500. Khôi nhắc lại cái mức giá là 12.500. Anh em cũng nghe thử, nghe trên điện thoại mà mình có một cái cảm nhận, mình có một cái gì nó hợp tai đi ha, thì lúc đó thực tế nó sẽ rất là hay. Thực tế nó sẽ hay hơn rất nhiều so với quay trên điện thoại. Điện thoại thì chất lượng nó thấp, mạng xã hội thì mình chỉ có nghe để hình dung thôi, chứ nó không bao giờ thực tế được bằng trên điện thoại nè. Nếu như mà nghe trên điện thoại hay á, thì thôi tất cả người chơi chắc mua cái điện thoại để nghe, chứ không có mua loa đài làm gì, đúng không ạ? Rồi, mình nói vui thôi, nhưng mà thật sự là nhiều người cũng đồng ý với cái câu nói này. Nếu như mà nghe trên điện thoại hay thì đâu cần mua dàn đâu, đâu cần mua loa âm ly làm gì, đúng không? Đó, chỉ mình nghe thử, hình dung, cảm nhận được, thấy hợp tai thì thực tế nó sẽ rất là hay nhá. Rồi bây giờ là cũng là một cái bản test về Tuấn Vũ như mọi lần. Thì anh em cùng nghe và nhớ vào nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh, cũng như là để cập nhật được nhiều sản phẩm mới nhất Khôi đăng tải hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại. Vì trong cuộc đời còn trắng đôi tay nên người thay đổi lòng. Nhưng em nào hay cho em nhiều quá. Lỡ một lần say từ nay xin chối từ. Thank you.
còn thương nhớ. Vì mơ mộng nhiều ngày cưới xe hoa, nhưng người ta phụ mình quen nhau làm chi, thương đau chuộc lấy, chấp nhận từ đây tình trôi theo tháng ngày. Thôi bây giờ anh xin trả cho em khăn tay anh còn giữ, em trả cho anh lời đắng cay làm chi, em trả cho anh lời cay đắng làm gì. Vì trong cuộc đời còn trắng đôi tay nên người thay đổi lòng, nhưng em nào hay cho em nhiều quá, lỡ một lần say từ nay xin chối từ, nhưng em nào hay cho em nhiều quá, lỡ một lần say cho em nhiều quá, lỡ một lần say.